Này là thịt nhân bỏ vô tức kỳ quá. Thịt xem mấy phao vậy? Khi phao 3 phao. Lửa hồi mày á. Tối kìa, hãy phía trước rồi hả? Để em tí. Yeah. Nào bỏ gì chẳng quá. Bỏ gì chẳng. Nhưng mà họ sẽ bỏ gì chẳng? Vegetable. Oh, vegetable. Cà rốt, bắp với đậu, ba thứ hả? Cái này là cái nhân bỏ vô trong cái là cái thịt nãy với lại cái hành saffron turkey, tất cả là 4 hộp. Con thức kiện gà lôi ở khoảng 20 phao. Đây xài thêm cái hộp bắp này nha. Okay. Ồ, mới xé cái bịch nãy vô vô hả? Để vô vô. Cái hộp bắp kia nó xé bỏ vô luôn. Cái bắp kia để mình ăn. Rồi bắp kia ăn. Bắp kia ngoài hả? Ủa còn cái mắt rồi đâu rồi. Thường thường tôi thấy nằm ngoài hết. Xào của nó khoảng bao lâu vậy? Chín rồi. Vậy là chín rồi hả? Vậy là có 2 phút mấy hả? 3 phút rồi. Nó bỏ vô gà nó chín chữ gà vô nữa. Nãy giờ tôi quay mới đúng có 3 phút rồi. Không thôi, gà trong luộc vỏ mà lột ra mới nát. Yeah, you go. Xả đá con gà ra 20 phao hả? Cầm bê cái tay của mình nữa chút xíu. Cầm dở lên nữa đi. Dở lên nữa đi. Oh my. It's big. Mỗi lần mua bánh mì ở trong rửa hết không đẩy gì trong không móc ra hết luôn. Rồi nó có cái bịch đồ lòng không đè vô thôi. Rồi rửa nó. Ồ. Phải chắc bỏ nước à. Hay xì đổ ra đổ chắc hết nước ra cho nó chảy hết. Không giữ. Rồi. Cái này là hai bịch khoai tây để luộc làm khoai tây nát mắt vừa đi đồ.
Red potato. Red potato. Trời ơi. Phải cần thêm món mì này nữa. Xé vụn ra để bỏ vô trong cái thịt nãy nhét vô cái ruột con gà. Xé tan nát kìa hả? I wonder what we do this for. What for? Nhét vô ruột con gà. We need to nhét vô ruột con gà, baby. Rồi, tất cả giống vậy. Này là hồi mấy đứa nhỏ giặt tan nát. Ba chạy nước ngọt. Yay. Ok, qua liền. Cái này là mới rắc muối lên rồi massage con gà. Rửa nó cho massage quá mày. Theo yêu cầu của đầu bếp là khoai tây phải gọt vỏ trước rồi bỏ vô luộc. Đây, gọt vỏ giống vậy. Xé hai miếng tre bạc lót vô cái dĩ. Thành công một cái gì rồi, chuẩn bị bỏ em gà lên đó. Vậy là khoai tây đã được vớt trong lòng ra lại, bào vỏ và thảy vô luộc lại.
gắn cánh bạc cho nó thôi. Khỏi cháy cánh. Chén. Thì ra là cả một nơi thịt nằm ở đây. Muốn ăn cánh là phải ráp nó lại, không là nó cháy luôn. Mở lò ra. Cái này bao nhiêu độ, bao nhiêu tiếng đây? Đó, nó bấm bây giờ coi. Mở lửa trên dưới luôn hả sao Quốc? Bếp. Bếp hả? Bếp trên hả? Lửa trên hả? Lửa dưới. Lửa dưới. Chắc không phải nó... Bình thường nó bốn. Quá. Thì để nó đi. Giỏi, đi. Đi chơi đi, nhớ bỏ làm nhau. Từ từ. Mấy không? Mấy trăm độ bao nhiêu rồi? Dạ, nó nói giùm với mấy trăm độ như vậy? 325 độ trong mấy tiếng? 3 tiếng. Ok. Ủa, mày không có nhét cái mấy phần vô trước hả? Tiếng thứ tư là bỏ nó không? Cái mất stuff này còn làm đấy. Để nữa nó mới lẹn. Xé lại cho nó nhỏ nữa. Phải nhỏ thiệt nhỏ mới ngon thôi. Trộn vô cái thịt phải không? Thì trong cái thịt có ướp gì không? Ngồi á. Tại vì đổ lon chicken broth vô. Đổ một lon chicken broth vô đây. Ông phải đứng đây á, lát nữa nó đổ là nói chuyện. Nó làm còn là... cái gà là cứ mỗi nửa tiếng chét bơ hả? Hay là mấy tiếng? Nửa tiếng nữa là chét bơ. Ok, chị nào chét kêu nha. Ai mà muốn nấu ăn mà không biết gọt cái cây nữa nè. Chưa giờ luôn, lát nữa với con gà xong nữa rồi nó cắt nữa. Tôi up lên tôi xóa nè. Biết rồi, quay family những bao nhiêu phút thôi mà lâu quá. Thì bởi vậy hồi nửa tiếng nữa mới đụng đó mấy kêu không? Ok. Đấy, bắt được. Đấy. Hồi nãy thấy 4 hộp sao giờ còn 3 vậy? No, one more đó. Yeah. Vậy xài 3 thôi hả? Where another one? Ok, một ống mì bự 4 hộp đó. Bữa nay mình không ăn gì qua tỏi hả? Không, cái này nổi chết rồi. Rồi có trộn nước súp vô liền không? Chứ cần súp á. Chưa có nó làm đi không? Còn hỏi thật đi.
chicken broth squanchion. Lon này lon nhỏ, lon vừa phải không? Lon này bao nhiêu ấy đây? Chan vô. Rồi nửa lon nước hả? Bao nhiêu à? Nửa lon nước, nước lạnh đó. Đâu có bật lò đâu. Ồ, oh, cái cổ phải không? Giờ mới bỏ cái cổ vô sao? Okay. Ồ, oh, thấy chưa? Nó căng ra chưa? Thấy cái da nó căng, bắt đầu hơi vàng vàng rồi đó. Rồi có chất bơ chưa? Hai bạn hồ luôn. Lát phải không? Đồ lòng bỏ vô luôn. Bên hông ngoài đó, xong đóng lại. Hết mà. Muốn bự này hả? Nè. Yeah, thích kỳ for Thanksgiving. Tạ ơn ai không biết, nhưng mà con gà nó phải trả ơn cho anh mình coi. Nói gì vậy? Nói tạ ơn ai không biết, nhưng mà con gà nó phải trả ơn cho human rights không? Khoai tây cắt như vậy đó. Đó, xích sắc sắc sắc. Thả vào. Cái này trộn thôi, không cần mở lửa nha, chưa mở lửa đâu. Trộn mà để nó cho thấm không? Ủa, nhưng mà tại sao nãy chia ăn cái nồi với cái thau với cái này vậy? Ồ, tại không đủ hả? Một muỗng nước lạnh, hai muỗng, không có đo từ đầu đâu mà ông giọng đo, ba muỗng, bốn muỗng, một muỗng, hai muỗng, qua đêm có một muỗng rồi, sáng trời nó nghỉ thì gọi nó khô đâu mày chụp gì mà đâu. Alo. Còn cái áo đỏ.
Cái này nếu mà có thời giờ là nhét vô ruột con gà nướng ngon hơn phải không? Mà nếu nướng vậy em nhét vô ruột là phải nướng gà bao lâu rồi? 8 tiếng hả? Có nghĩa là mình nuốt đi mất 5 tiếng rồi phải không? Vậy là cách này lợi hơn, đỡ tốn điện hơn. Nước súp của gì đậu không? Súp kì. Ờ, nước súp của con gà nướng hả? Tán nữa nó ra đó, mình đổ nó vô. Nó ra. Ừ, thấy đẹp không? Xíu. Này là nồi nước sôi đó. Chê khoai tây vô. Khoảng này luộc khoảng bao lâu á? Ok, 20 phút. Vớt con côi nó ra nó lủng mềm rồi lấy xay nó nữa mà. Cái sau 15 phút rồi. Mệt rồi. Không. Đổ nguyên vô đi. Khoai tây á. Khoai tây nãy mình luộc nó nồi. Bơ này là bao nhiêu đây? Một cục không? Một cục không? Một cục bơ hả? Rồi cái đó tỏi hả? Mấy cái mấy tép này? Một củ không? Một củ. Nhắm nhắm nó rất thơm. Ok. Muỗng hả? Bắt lên chảo để cái khoai tây này bắt đầu nãy chín chắc nước ra phải không? Chắc. Rồi xong mà dầm nữa không? Dầm hay xay gì cũng được. Ok. Này là bơ đó. Bỏ mấy cái quay nó tan ra đó. Cho chút xíu nước rồi. Ok, cái đó là tỏi. Còn mấy cái hồng hộp trong là cái gì vậy? Mấy cái lá thơm của Nghĩ hả? Không bao nhiêu vậy? Ok, thấy cái bình sữa nó mất khúc không? Nè, sữa nè. Thấy cái khúc này không? Đó, nó tới ngay đây nè. Ngay cái khúc này nè. Xí. Ngay về xuống chút xíu nè. Ok. Muốn mua cây nám thì nó đẹp mà. Đi bê. Kêu mẹ nhìn nhau. Ủa, nóng dữ ha. Nóng rồi, nám nó hơi dẻo như là lỡ chăm theo. Xuống giật thêm con lóng bay nữa. Nãy mới cái chén nữa. Được không sao thôi. Nó canh thôi là cho nó dẻo vừa tới nó nở thôi chứ không nhất thiết cái gì hết. Cái gì đó. Oh man. Này cuốc nãy có bỏ vô máy xay không chị tán tán không vậy? Không tán thôi nó ra. Tán thôi hả? Xay
Ngầu quá ha. Cái này gọi là mask của đây đồ. Mua cây nó bán lẻ hơn đó. Là khoai tây nghiền nát đồ ra. Lại thêm bơ. Bỏ tỏi vô máy xử. Đây mình sửa hiện bây giờ là nó dịch xuống tới đây. Ok, thấy lắm tay không đó. Mới đo mấy lắm, không biết mấy phao mà đo mấy lắm. Hai bịch đó đó là mấy phao? Khoai tây hồi nãy. Ồ, 10 phao hả? 10 phao khoai tây. Ồ mày. Không quá. Nghe mùi tỏi không? Cái này là nhắc xuống đất rồi nha, không phải để trên lò đâu nha. Muối không? Chút xíu muối rắc rắc đều đều. Rồi, đã công nó thành cái gì? Nên được cái gì không? Thành công rồi gì? Đây, bắp không? Đây, bắp. Tròn quá. Bởi vậy cái loại kia sướng giật lên hay sao? Đồ nhà nó xài đi. Chán quá. Ba. Rồi cua kìa, cua kìa. Rồi. Ra cua khui cua. Đồ nhà nó xài. Kéo mà mới rửa này nè. Tròn quá. Rồi. Xì mắt đâu. Xì mắt đâu. Okay. Nắp 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 hồi chảy nước miếng. Muốn quán miệng phải không? Có mùi, cái này là mùi của Thanksgiving. Nghĩ tới KFC luôn chứ Thanksgiving. Ôi KFC sao bằng cái này men. Dám chê KFC, biết KFC là gì không? Hả? Man. KFC là cho một phần men 1% của chi nhánh cũng được ha. Rồi cái này nè, quốc nó quay đó đổ đầy kìa. Ủa, cái sống này mình đổ cái nồi để lắc hâm không quốc? Lập làm đi chứ. Ừ. À, để nồi lắc hâm nóng. Từ quay đâu qua đây? Bắp này lửa bắp ngọt, đừng có để muối trong, bắp muối ăn dở không? Không để gì đó, lắc hâm nóng ăn không? No, nó mình mua mình được cái loại mà nó ngọt á. Được chưa? Mấy hũ nhiều quá. Mà sướng quá ha. Miếng xong nó đát rồi được rồi. Cái nó nát rồi nhưng mà không chưa hâm nóng lên là ăn. Gravy. Ừ. Để chan lên nước cái miếng gà mình cắt ra. Cái tô nữa hả? Đây, gravy. Bỏ ra tô này. Đấy, mình phải bỏ lò hâm nữa cho nó nóng ăn. Bỏ ra tô này. Cái đó là cắt dĩa. Cái này là cắt ra lát cho mẹ để lên dĩa ăn. Ừ, nó chua chua ngon. Yeah. Không này bao lâu lỗi ra đi chết đây? Nửa tiếng nãy nấu rồi. Ồ, 30 phút mà. Này là chết lần đầu tiên đây hả? Đó.
Cái đó bơ thôi đâu có gì không? Ủa cái đũa lấy cái gì quấn vậy? Giấy à? Dạ. Oh, chết napkin. Oh my. Chở mặt. Không cho mặt, cái ở trong à. Để chỉnh lại gì nữa không? Ba 25 độ. Cái này là bỏ vô cái lò nhỏ nướng thử trước cái stuffing đó. Giống như là nhét vô ruột con gà vậy, mình đang làm bên ngoài đó. Ăn thử trước coi nó mùi vị ra sao. Được chưa? Thử đi. Thử luôn ơi. Ngã lỡ rồi. Còn nêm nếm kịp á. Sao? Ngon. Gravy lên lò. Em cắt cái kia nữa. Biết xài máy không? Ồ, đừng bỏ nhiều quá. Không sao đâu, để đầu bếp giăng cho người đầu bếp chút thôi chứ gì không? Dưới kìa, nó dằn cái máy nó không quay được. Dỡ lên này. Lấy một bút nữa, dưới ngay đây thôi, nó sẽ dằn lên tới đây rồi, hư máy. Máy này mua khoảng... Máy bên Mỹ mà lo gì, đâu phải đồ... 200 mấy, 300. Vô dội qua một cái lóc lại, gạt xuống, bật nút quay. Yep. Rồi này quay khoảng bao lâu này kia? 10 phút. Quay khoảng bao lâu đây? 2 phút hả? Ok, cứ vậy vậy quay 2 phút. Quay khi nào hết đóng rồi thôi. Đây này, này là má giả ngoan nè. Ăn dụng nè. Test. Ồ, bỏ cái tập phần này vô không? Thôi, quên chén nước gà rồi. You forgot to put nước gà in there. Yeah, now 3 hours done, we take it out. Cái này nướng lửa trên lửa dưới hay là nướng lửa dưới không? Hả? Cái bếp lửa dưới. Lửa dưới thôi phải không? Gà cũng nãy giờ giữa lửa dưới, lửa dưới không hả? Ủa mình ngon rồi kìa. It's look nice. Đó. Vừa đủ thịt rồi. Nãy hai cái này là cô vào cái chân nào lấy ra. Đó, rồi cái cánh cũng lột ra. Nó không nó khét á. It's done. Cái nước này để chan lên cái khoai tây. Ồ, hai cái cổ. Lấy ra trước hả? Nãy cái cổ lấy ra trước không? Bắp. Rồi chuẩn bị. Ủa ba tới chưa mà bật lên. Ủa cái này base bao lâu vậy? Cái nhân á. 20 minutes nhiệt độ 400 độ. Độ C ra, độ F hả?
400 độ F 20 phút. Rồi đến rồi. Nướng khoảng 5 phút rồi bắt đầu. Cái này là cái nước của con gà nãy mình nướng á. Đó, chan lên cái đó. Cái rồi. Là cái nước nãy mới nướng gà. Rồi trong cái nước này nè, hồi nãy cũng đổ một miếng nước của con gà đó vô trong cái đó đang tưới. Hay ở trên có màng đâu hả? Cái này là đầu bếp chính mỗi năm. The best. Chơi hết luôn rồi, trừ chi. Okay, đi vô. Cái này là trong cái hũ mình khui ra đó. Nó gọi là gì vậy? Gravy. Gravy. Để chan lên cái mashed potato là cái khoai mà khoai tây mà đập nhuyễn ra, nát ra. Vậy là xong hết rồi phải không? Ok, mình lăn. Có chân. Rồi, slide đi. Chưa gì nữa. Thấy đang dĩa không? Họ mấy người chia ra. Right way and right ring. No, it's not the right way to set it. It is.
Nhưng mà thiếu miếng thịt nha. Thôi lấy đĩa muỗng. Thôi lấy giấy con. Nè, đâu có gì là xong cho đưa quay cái rồi sao lấy đi hết à. Rồi em muốn ăn mình mời nha, quá đã luôn nè, ráng ăn ngó nha, ăn ăn thiệt là có tét rô dữ lắm. Ờ đứng ngang đi sao đâu, nít mà. Đi qua xin kìa. Muốn đi qua xin trời ơi. You go ask your daddy for the skin. Yeah. Where's Andy? Andy đâu? He's not eating. Just go get him. Tiffany, you don't want Andy. Huh? Nè, Tiffany đâu? Trời ơi, con mập kìa. Oh my god. Tiffany, you want white meat or dark meat? It's fine. Yeah, xong rồi. Đâu cần. You want dark meat? Quảng cáo. Oh, mommy give you dog meat. She don't care. Không cần quảng cáo. Hey, I like the thing. Huh? This one is awesome. Cái để đi, để đi, nó không ăn tàn nha. Dạ, nó không ăn tàn. Dạ, rồi. Quá. Okay, now go with that. Oh, cranberry hả? You better bỏ cho nó mà. Dạ, make it. Bỏ rồi, chứ mấy. Okay, đó, hả? Thì lấy cái đi. Bỏ cho mày, go fight. Yeah. Go fight, okay. Go fight on the fork. Oh my, oh my. Dì bé múc ly chia mà nãy giờ chưa đựng dĩa nữa. Đau khổ quá nè. Thôi này cất nha, lát nữa mình lấy ra ăn xong lấy ra. Nó hết lạnh rồi. Mà Khiêm, cái gà nó đâu có vết rô mà Khiêm. Send the bell ring. Hey, we're supposed to say we thank for something before we eat. No, we just thank cái đầu bếp thôi, ok. Đó, cô chân. Không có đầu bếp, không có ăn.
con mà con là phụ bếp chứ không phải đầu bếp. Bà là đuôi bếp. Đuôi bếp, đuôi. Cái đầu này đuôi. Không có đuôi là con không có ra. Nói lịch sử là đuôi mà nói giống tiếng Việt mà là con sen á. Là ô xin. Sao không chả là chữ. Vanguard. Thôi cho mà khiểm trái trứng à. Kêu thằng mập lên, kêu nó lên. It's just my name. Thì đưa mở khiển đi rồi mở khiển biết liền nha. Lọc ra. Hey, give me more fork. Come on, sister. Hey, get more fork. Nè, mũi này cô chưa. I'm happy, I'm happy. Không rồi. Thế bên đây, you want to borrow one? Ủa, cái muỗng đâu vậy? Ủa, còn đó, muỗng cái nhau hộp đó, một cái hộp hết. Thấy rồi, thấy rồi. Chờ thủ nè. Chan cái gì? Cái gì vậy? Nếu mà đây là cái gì? Oh, it's a really thing you're eating. Mm. Yeah, I'll show you. That would be. Yo, I have that's a whole chair. You're creeping on us. No. Yeah, you are. Stop. No. You are. I'm sitting on a chair. I am. Chicken are different. I don't know. I never tried it. Look. What's sauce? You know, like, this is a memory. When you get old, when you grow up, no more, man. You should know that, right? Bán không ta ngủ thì nó tính mình 306 là 301 mà không 306 thôi. Có 500 mà. Thì bạn tính lại có 500. Ồ bạn tính là 3 tháng hả? 8 tháng. Gì bé? 8 tháng mà 360 là phải âm hôn đầu bếp ngay chứ. Phải tạ ơn đầu bếp mới có bữa nay chứ đâu phải lễ tạ ơn là tôi ai ơn gà đâu. Ồ, vậy là mình cũng phải tạ ơn gì bé nữa chưa nói là nó cho thêm mấy cái đồ ê dì bé nó tạ ơn phải không rồi giờ đè thì dì bé có không rồi cái đó nó lấy cái loại nho đó tinh chất nho cộng với tinh chất của cái nhau của con cừu. Go eat your food, you're so rảnh. Yes, I want to see the bone, man. Nhưng mà ba thấy là nó bớt nhiều thứ, gao nó yes, xuống hết. The bone now. Nó xuống hết rồi. Của ba mới thấy rõ. Đúng không? Có cái gì cũng chụp hình hết trơn á nha. Yeah. Từ khi ông biết xài Facebook. Ok. Tôi chơi gao coi. YouTube có cầm một cái YouTube số 2. Ông bà làm hả? Biết cái này nào nó bỏ này lên cái này YouTube này. Bỏ gì? Cái thông tin đó nhưng mà có nó đó. Nó nói là hãy bỏ vô Facebook không bỏ gì đó. Cái nó hỏi nó xua. Nó xua này vui vậy. Cái này là bánh nào vậy? Em mà món này tôi nghĩ phải bà làm nó mà muốn ngon hơn nữa rồi gì có tự lọc. Nó là lọc lột ra đó chứ. Hồi nãy định lột có kẽn. Lột ra đó, chắc làm đôi á nó sẽ nhìn giống cái trứng á. Nó đẹp hơn á. Lấy con dao rồi cắt xong mình xếp nó thành tròn. Chứ không phải là loại kia. Không phải. Nó tại cái đó là tại vỏ trứng. Không phải tại lọc.